coi ta thờ cúng nữa nè. Ôi sáng đây nè, thờ cúng mẹ Quan Âm là thấy không, thấy không, đèn sáng lên đây. Đây có mẹ Quan Âm. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì tiếp tục hành trình của mình, Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và đây là được thuộc xã Hòa Bình, An Bình gì đó, cũng không nhớ gành lắm. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh em của mình sẽ chui vô một cái hang khá là đặc biệt, mà người dân ở đây người ta đặt cái tên đó là hang cá sấu. Theo chia sẻ một số người dân á, thì hang này trước đây có cá sấu bò vô. Nhưng mà mình cảm nhận về cái đường kính của cái hang á, thì nó mình khi mà mình bò vô giống như là một cái con cá sấu trường, thì nên người ta sẽ gọi là một cái hang cá sấu. Còn về một số người theo đạo của Hòa Hảo á, thì cái hang này nè, sự tích có liên quan đến ông Năm Chèo. Và thật sự như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như em Sáng sẽ đi qua đây nè. Chú có chui vô đó chưa chú? Chú có chui vô chưa? Nhưng mà cái ngõ ngách nào nó hay á, chú có thể hướng dẫn cho con được không? Hả? Chú lượm được cái kiến của mình chưa? Lượm được cái kiến của mình chưa? À vậy hả? Thì ở đây thì các bạn, mình cũng thường thấy các bạn YouTube á, khi mà quay thì chỉ quay ở ngoài thôi. Hôm nay thì mình muốn review vô đây cho cô bác quý anh chị xem về cái hang đặc biệt này. Thấy đường không? Sáng có thấy đường không? Mình sẽ lấy cái đèn ra. Mình về cái đường kính của cái hang thấy không? Sáng không? Về cái đường kính của cái hang thấy một cái bề hoành giống như mình đang ở trong một cái bụng của một cái con cá sấu đúng không? Đúng không? Sáng có nghĩ gì không? Đúng không? À, giống như cái ba sườn ha. Bây giờ mình đi vô, tiếp tục mình đi vô đây. Ở đây vì là núi đá vôi nên việc mà sự xâm lấn xâm thực của nước biển, xích lại đây nè, sự xâm thực của nước biển á, làm cho ở những cái hang như thế này nè, nó có những cái luồng gió và xuyên qua cái vách núi luôn cô bác quý anh chị. Và mình sẽ chui vô hang đây. Đây ở đây có ta thờ cúng nữa nè. Ôi sáng đây nè, thờ cúng mẹ Quan Âm là thấy không, thấy không, đèn sáng lên đây. Đây có mẹ Quan Âm. Ở bên đây rất là nhiều ngõ ngách, bây giờ mình sẽ đi hướng thẳng này trước ha. Hay sang ha. Nhưng mà đây nè, đây nè, đâu có đi thẳng nè, bên đây đâu có hướng đi. Đi nè, đi hướng này nè. Bên đó đi rồi, đó. Được không? Đi nhanh tới. Coi chừng gớt đồ này là không cẩn thận, với lại đi cái vách này nè. Ôi ở đây láng mướt, coi cái mít có thu vô không sao, coi cái mít có thu vô. Thấy rõ không? Ở đây có nước nè. Và bây giờ mình sẽ, cô bác quý anh chị thấy những cái đốm đèn cầy bên đây không? Bước qua đây, cẩn thận nha. Nước. Và mình đi cặp theo mé này. Dép trơn nha Sáng nha. Nha. Ôi. Đó là bất đường rồi đó. Qua đó kìa. Có đi qua đây nè. Nó bên đi đâu? Gì? Bên đây mình gọi lên cái này, trên này là gì? Thông lên cái ngọn núi á. Qua là cá luôn. Đây nè, gậy đi. Ôi, ở bên đó đi. Coi chừng gớt cái camera đó. Nói gì? Có nghĩa là giống như một cái hốc á,
đúng không? Những cái vách đá này nó tạo nên một cái hốc ở trong này. Ở đây. Cái gì? Gì à? Gì đằng đó? Hả? Cái lỗ nhỏ quá. Cái lỗ này chui vô bình thường. Nhưng mà người ta để gì đằng đó kìa? Xi măng, xi măng. Kìa. Thấy không? Vô luôn. Sáng đi được không? Được. Quá trời, nãy bỏ dép ngoài được. Nó gì ta? Gì trong đó đó? Hả? Không lẽ ta ẩn tu đây? Hả? Vô được đâu? Khó khó gà lắm. Sao khó? Không có dách đó, nó thông qua bên dách bên kia không sao. Đi. Đi luôn cái gì? Vậy quay là hướng bên kia hay sao hay đi luôn? Quay hướng bên kia đi. Tư đi. Dép trơn thì cầm dép lên. Ở chỗ này nó hơi nguy hiểm nè. Ha. Đây. Đưa máy đây. Được rồi. Đi 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 đi. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đi dọc qua cái hướng bên đây. Ha. Ở dưới đó có cá không nè? Không, quay anh nè, quay anh nè. Không quay đó không. Không có đèn không thấy đâu. Qua đây là chỗ anh đây rồi. Có một cái cầu thang đi qua. Sáng thấy không? Đá đây là đá nhẫn nè. Ây da, điện thoại bỏ túi được không? Không được, đưa đây. Bỏ túi đi. Đây. Cây này yếu lắm, đừng nhiều người biết lên, bước lên nha. À, bắt qua đây, đang mình đi qua đây nè. Không sao, từng người đi. Nhưng mà nhiều cây mà. Cây một đó. Không sao, không sao. Hả? Được không? Có chân đụng đâu. Hồi nãy mình ra từ hang bên kia phải không? Hang này, đang hang này. Hả? Không biết luôn hả? À bên kia. Bọc bên đây, này đi bọc vòng vòng không? Ui dạ, trơn quá. Trơn thì mình gớt tẩm dưới. Không được đâu. Rồi. Ở đây coi như là trung tâm của cái hang cá sấu này rồi. Thì ở đây cái trung tâm này luồng gió. Và người ta qua bên kia, người ta cúng, người ta thắp nhang bên kia kìa. Thấy không? Sáng đi quanh đó không? Đi đâu? Trơn lắm. Trơn nhẫn, đá này đá nhẫn nè. Đá nhẫn nè, thấy không? Thôi đi ra đi. Nó... Nhưng mà nó nhẫn á. Quay ra trước đi. À, đi cẩn thận. Ừ? Khá là... Tại dép của mình à. Ok. Cây này nguy hiểm. Đi chui lại hay là xuống đây? Ở đó đâu, đâu có gì đâu, đi. Không có. Đi xuống đây chỗ vậy. Đó. Tôi cậu. Tôi cậu là đi xuống thẳng xuống đường luôn. Qua ngoài kia thì cũng vòng vòng, cũng đâu có gì đâu ha. Đi quay lại đi ha. Dạ. Rồi chưa?
Rồi bây giờ anh em mình cũng vô tới cái trung tâm của cái hang á, nên thành nữ ra là mình sẽ quay ra nha sáng nha. Dạ. Dạ. Ba. Đi lên xuống là dễ hơn. Qua đây. Bên đây ngách này có thể đi qua được nè. Rồi mình ra thử ngách này. Ồ đây có những cái khối này nè, đẹp quá ta. Đây nè. Khối này nè. Nhìn đẹp ha. Thấy không? Lỗ. Cái gan là móng móng của con cá sấu. Được không? Bên này hết rồi. Bên này bít. Đây bít bùng rồi. Đây bít bùng. Thì có cái đây nè. Hướng bên này bít bùng nè. Hướng bên đây. Qua đây. Bít bùng luôn nè. Thấy không? Thấy thấy rồi đèn thấy không? Hướng này bít luôn. Trả lời. Ờ quay lại đâu. Dạ. Hả? Thưa cô bác của anh chị, Bùi Hồ cùng với lại em của mình đó, mới vừa khám phá xong một cái hang mà người ta ở đây gọi là hang hổ. Thì theo cấu trúc của mình nghĩ thì hang ở hang cá sấu, sorry, xin lỗi cô bác của anh chị, gọi là hang cá sấu vì theo cấu trúc của mình nghĩ từ ngoài ở ngoài kia ánh sáng nhìn vô và mình nhìn có thể tưởng tượng được là giống như một cái bụng con cá sấu và nó dài dài đến như thế này nên người ta sẽ đặt là hang cá sấu. Về cấu trúc của hang á thì nó cũng không phức tạp lắm đúng không, nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà bề mặt đá đó, vì là đá vôi nên bề mặt đá nó hơi nhẵn, thành nữ ra là khi mà mình bước đi có những cái khe như thế này nè, quay từ từ ở trên thôi, đừng quay cao, những cái khe như thế này nó giúp cho cái chân của mình nó bị trượt, nên là nữ ra là khi khám phá hang cá sấu này á thì các bạn nên cẩn thận đi, từng bước đi cẩn thận. Và vô đây có một điều khá đặc biệt đó là nó rất là mát đúng không, rất là mát, gió từ ngoài kia lộng vô rất là mát. Và video clip này Bùi Hồ cũng gửi cho cô bác của anh chị biết để khám phá một trong những cái hang mà có một cái tên khá là lạ, đó là hang cá sấu. Và hôm nay thì ngồi đây chọn cái view đẹp như thế này nè, bên đây là một hang, bên đây là một hang gió luôn, nên mình sẽ đi ra và bây giờ mình sẽ nhờ em mình quay lưng đi ra hướng này nha sáng nha. Nói mình vô từ hướng này đúng không, hôm nay thì mình sẽ đi ra hướng này. Thôi đi ra đi thử được, được chắc được mà không sao. Ô bên đây có một cái hướng thông ra nữa nè. Ồ đây, đây có một cái hang thông ra nữa nè, thấy không? Đây. Và đây đến đây thì cũng đã không xuống được, mình cũng phải qua bên kia thôi. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.